toàn đất bỏ hoang, đất bãi. Dành hẳn 3-4 ngày rồi để vào trong vùng đất Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An này để phục vụ anh em. Chú nâng thủy lực lên một tí thôi. Cháu nhìn nó sâu quá, này phải đến 25 phân rồi. Hết cái tông của em rồi. Vãi đất rồi. Cây ở đây nó chạy thẳng hơn đúng không chú? Ở kia nó cứng quá nó không găm được. Ở đây nó thẳng nguyên mà. Thì hơi sâu thôi nhỉ? Để cháu cho nông lên cho chú một tí. Đây chú này nông con này chú ép ngắn nó lên trên. Chỉ vặn gen này ép căng cái lò xo nên là tự nó nổi lên. Nó căng quá thì nó nổi hẳn cả gian lên. Nó chỉ khoảng 1-2 phân thôi là được. Cuốn 508 kéo dàn cày 5 chảo bãi này đi lút chảo này. Trời, chỗ này thì 30 phân, 30 luôn. Cho anh em xem bãi này. Sâu quá, bác chủ đây không chạy được nhanh, chạy chậm thôi. Nói chung là chạy vừa phải thôi. Vì là bác đang cày sâu nhưng mà bác không nghĩ là nó sâu, đất chỗ này nó lại sâu quá thôi. Đất này thì là hơi bở, hơi nạc rồi. Chú cày thế này là không có tí góc nào luôn nhỉ? Hết góc đấy. Sâu lắm anh em ơi. Đây anh em ở đây thì bao nhiêu phân ạ? Em thì em không quảng cáo sâu này đâu, bởi vì là thực ra thì cũng không cần thiết sâu như này. Nhưng mà cái chỗ đất này thì nói thực ra là so với cái đất lúc nãy em test video trực tiếp lên ấy, thì đất chỗ kia là sương lắm. Nhưng mà chỗ kia là nó cũng gặm được khoảng tầm 20 phân rồi. Còn chỗ này thì nó lên hẳn 30 phân luôn. Bốn năm không tám kéo dàn cày 5 chảo Vũ Hải đang lắp test cày tại xóm 2 Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An. Dàn cày này là lắp cho chú Thể, xóm 2 Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An, máy 4508. Ruộng này của chú là chuyên cày để trồng sắn tàu. Sâu mút mượt luôn. Đất đổ xếp bằng luôn. Đúng như lúc nãy anh em đang theo dõi là do cái đất nó cứng quá, bánh lái nó không găm được. Ra đây thì máy chạy xuống đời luôn.
có chú về rồi. Xin cảm ơn anh em đã đồng hành và theo dõi livestream của chúng em. Xin chúc anh em có những vụ mùa bội thu. Chào thân ái và tạm biệt anh em. Đất Nghĩa Bình cằn khô sỏi đá khó chơi lắm anh em nhá. Khoai chật vật.